Blackpink hiện nay đang là nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop. Bốn cô nàng nhà YG xinh đẹp, tài năng không chỉ trong lĩnh vực âm nhạc mà còn là đại sứ cho nhiều nhãn hàng, được nhiều nhà mốt săn đón. Bên cạnh đó còn là một trong những nhóm nhạc nữ hút fan hàng đầu K-pop. Nhưng chính vì vậy mà Blackpink phải chịu nhiều sự quấy rối công khai, thậm chí là quấy rối tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau, từ bình phẩm cơ thể cho tới quấy rối tình dục công khai bằng lời nói. Điều này khiến Blackpink chịu nhiều tổn thương và khiến các fan vô cùng bức xúc. Giờ thì mọi người thử tìm hiểu cùng mình nha! 1. Lisa bị quấy rối bởi chủ quán cà phê. Lần này là em út của Blackpink bị quấy rối bởi người chủ quán cà phê tại quê nhà. Trong một lần Lisa có kỳ nghỉ ngắn ở Thái Lan cùng gia đình và bạn bè, cô đã đến một quán cà phê có tên MQQN cà phê tại Bangkok, Thái Lan. Tại đây, chủ quán đã có bài đăng gây nên tranh cãi khi tung những tin nhắn trao đổi mua bán những vật dụng mà Lisa sử dụng, kèm theo nhiều lời xúc phạm, quấy rối tình dục đối với Lisa. Chủ quán MQQN cà phê đăng bài, có người đã trả giá 100.000 bạt cho chiếc ghế mà Lisa đã ngồi, nhưng tôi chưa đồng ý với cái giá này. Dưới bài viết, một số người còn để lại bình luận, mua ly, thìa, dao, khăn ăn hay thức ăn thừa của Lisa. Đáng chú ý vẫn là lời lẽ khiếm nhã từ chủ quán. Người A: cái góc bàn mà Lisa ngồi bao nhiêu tiền? Chủ quán: bạn muốn làm chuyện ấy với cái bàn à? Người B: thôi nào, tôi chỉ muốn ngửi cái góc bàn đó thôi. Người C: tôi trả giá 50.000 bạt cho cái ghế và đừng có lao nó. Chủ quán: bắt đầu đấu giá nào. Người C: tôi sẽ đưa cho anh một chiếc xe nếu anh chịu trao đổi nắp bồn cầu mà Lisa đã sử dụng hoặc một sợi tóc của cô ấy. Hành động giao bán vật dụng mà Lisa đã sử dụng qua kèm những lời quấy rối xúc phạm đối với Lisa khiến cộng đồng fan vô cùng phẫn nộ. 2. Blackpink bị quấy rối tình dục bằng âm nhạc. Hình thức quấy rối thứ hai đó chính là thông qua âm nhạc, dùng từ ngữ không phù hợp đối với Blackpink. Cụ thể, đó là một nam rapper người Malaysia, Nam Wee, đã có những lời giáp dùng từ ngữ quấy rối đối với Blackpink. Trong lời bài hát ca khúc You Know Who Is My Father, được chính nam rapper sáng tác có câu: hãy luôn nhìn Blackpink và thủ dâm. Dù vô tình hay cố ý thì hành động sử dụng lời lẽ thô tục, khiếm nhã trong lời bài hát của nam rapper được xem là có thái độ không tôn trọng phụ nữ, quấy rối tình dục bằng âm nhạc đối với Blackpink. Các fan đã kêu gọi YG Entertainment vào cuộc điều tra vấn đề và bảo vệ Blackpink khỏi bị quấy rối. Hãy tôn trọng Blackpink, tôn trọng phụ nữ và những nhóm nhạc K-pop khác. Dù không phải là một Blink, nhưng với tư cách là một fan K-pop và là một phụ nữ, điều này thật kinh tởm. Sao anh ta có thể làm ra một ca khúc thiếu tôn trọng phụ nữ đến vậy? Và cuối cùng thì MV đó đã bị xóa sổ khỏi YouTube như một lời khẳng định, nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi hành động bất kỳ việc gì. Rose bị quấy rối trên tài khoản cá nhân. Hình thức quấy rối khác đối với Rose là xúc phạm danh dự ngay trên tài khoản cá nhân. Trong khi đang trò chuyện cùng fan, thay vì có những khoảnh khắc vui vẻ thì Rose lại phải nhận những lời quấy rối tình dục, công kích mình. Trong một lần Rose đọc bình luận qua livestream trên Instagram, một tài khoản ẩn danh đã để lại bình luận mang tính quấy rối, nhục mạ cô. Tạm dịch từ Anh sang Việt là: đồ hám phêm, cô xứng đáng bị cưỡng bức. Và ngay lúc đó, Rose đã khựng lại khi đọc được bình luận đó. Việc bình luận trực tiếp không khỏi khiến Rose chịu nhiều tổn thương về mặt tâm lý, khiến fan không khỏi xót xa. Blackpink bị gọi là vũ công thoát y ngay trên sóng truyền hình. Blackpink một lần nữa chịu sự quấy rối từ một nhà đài khiến fan phẫn nộ. Trong một bản tin của kênh truyền hình Ấn Độ New Nation TV, kênh truyền hình này đã phát sóng một đoạn tin tức kèm dòng chữ "vũ công thoát y". Đáng nói ở đây là hình ảnh minh họa cho dòng chữ ấy lại là màn trình diễn của Blackpink, đặc biệt là hai thành viên của nhóm là Lisa và Rose. Điều này đã khiến bộ phận fan vô cùng phẫn nộ và yêu cầu công bằng cho Blackpink, không thể chấp nhận được xúc phạm những người không liên quan bằng vũ công thoát y. Thật thiếu tôn trọng khi gọi bất kỳ người phụ nữ nào là vũ công thoát y. Sau khi bị làn sóng tẩy chay dữ dội, kênh truyền hình này đã có lời xin lỗi về vụ việc này. Đây là nhầm lẫn, lỗi kỹ thuật khi tải sai video. Ngay khi phát hiện ra, chúng tôi đã gỡ đoạn tin tức. Chúng tôi luôn trung thực với câu chuyện của chúng tôi và những gì đã phát sóng. Chúng tôi rất tiếc về lỗi kỹ thuật này. Dù đã đưa ra lời xin lỗi nhưng dường như fan vẫn không thể chấp nhận được về sự thiếu chuyên nghiệp của nhà đài trên. Jisoo là nạn nhân của phòng chat thứ N. Phòng chat thứ N là tên gọi chung cho một loạt vụ bê bối tội phạm tấn công tình dục trực tuyến thông qua các ứng dụng nhắn tin của Hàn Quốc. Và Jisoo cũng là nạn nhân trong số đó. Được biết, người đứng đầu là Cho Soo Bin đã thuê người để đánh cắp thông tin của nhiều nữ idol, trong đó có Jisoo. Nhằm ép buộc, uy hiếp, tống tiền để nạn nhân gửi hình ảnh khỏa thân, bao gồm cả khuôn mặt và đe dọa nhằm buộc nạn nhân giữ im lặng. Sau đó sẽ được gửi cho các khách hàng.
những thành viên trả tiền để được gia nhập vào phòng chat. Cho Soobin đã tiến hành kiểm tra lý lịch của Jisoo vào năm 2018 trong vòng 3 tháng. Điều đáng nói ở đây chính là khi nếu kẻ này thu thập được thông tin của Jisoo, bọn chúng sẽ có thể uy hiếp Jisoo làm theo điều kiện của phòng chat. Nhưng may mắn khi chúng đã từ bỏ sau 3 tháng theo dõi, và Jisoo vẫn chưa bị đánh cắp thông tin và bị đe dọa. Vụ việc này cũng là hồi chuông cảnh báo cho công ty chủ quản là YG nên có hành động bảo mật thông tin cho Jisoo nói riêng và các nữ idol nói chung. 6. Blackpink bị quấy rối trên mạng xã hội. Nhiều lần, fan cuồng dường như đã đi qua giới hạn của mình khi trên các diễn đàn xuất hiện ngày càng nhiều hình ảnh chế nhiễu, bình luận tiêu cực về hình thể của Blackpink. Rõ nhất đó chính là việc cố tình zoom xác nhận vào phần nhạy cảm của bốn cô nàng nhà YG. Sau đó là những lời đùa cợt, chê bai, quấy rối tình dục đối với các thành viên của Blackpink. Vì những lời quấy rối thường xuyên xuất hiện trên phương tiện thông tin đại chúng nên Blackpink rất dễ đọc được, khiến các cô nàng không khỏi chịu nhiều tổn thương. Bên cạnh đó, Blackpink còn nhiều lần bị ghép ảnh nhạy cảm khiến fan phẫn nộ. Gần đây nhất, các thành viên Blackpink nhiều lần bị ghép mặt vào các video nhạy cảm, khiêu dâm. Đáng nói khi ngày càng nhiều video ghép mặt này ngày càng tinh vi và độ chân thật cao, khiến người xem khó nhận ra đâu là thật và đâu là giả. Nhưng các video, hình ảnh như thế này lại phát tán nhiều trên mạng xã hội, gây nhiều sự hiểu lầm, cũng như gây ảnh hưởng đến hình tượng của Blackpink. Nếu là một bling chính hiệu, mọi người nên ý thức về mức độ nguy hiểm của hành động quấy rối này. Những hành động bình phẩm cơ thể, những lời nói đùa cợt nên được dừng lại. 7. Jennie bị làm phiền đời tư. Một fan đến từ Philippines đã có hành động quấy rối đối với Jennie. Để gây được sự chú ý đối với Jennie, một fan đến từ Philippines tên là Abel Gaza đã chi khoảng 30.000 USD, hơn 680 triệu đồng thuê một bảng quảng cáo gần tòa nhà YG Entertainment để mời Jennie đi ăn tối. Bảng quảng cáo lớn đăng tải là hình ảnh của Gaza kèm dòng chữ tỏ tình: Kim Jennie Rubinstein, em là người yêu cuối cùng của anh. Em có thể đưa anh đi ăn tối và biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất đời không? Sau hành động làm phiền đời tư một cách công khai của anh chàng đã khiến nhiều bling phẫn nộ cho rằng hành động này của anh được cho là hành vi quấy rối, làm phiền đời sống tình cảm cá nhân của Jennie khi chưa có sự đồng ý của cô. Khi thấy được hành động này của anh chàng, các fan đã tìm cách giúp đỡ Jennie, yêu cầu anh gỡ bảng quảng cáo xuống. Đây không phải là lần đầu tiên Jennie bị quấy rối đời tư. Jennie đã từng bị quấy rối bởi hacker bằng cách chiếm giữ tài khoản riêng tư của cô nàng. Đó là việc tài khoản Instagram thứ hai của Jennie bất ngờ bị hacker tấn công và chiếm giữ. Vào lúc đó, Jennie đã phải lên tiếng: mất gần 2 tháng để lấy lại tài khoản này, xin hãy để không gian cá nhân của tôi được yên. Những hành động quấy rối làm phiền đời tư khiến Jennie đã phải khổ đủ đường, mất thời gian để giải quyết vụ việc, kèm với đó là những tổn thương về mặt tâm lý là không thể tránh khỏi. Khép lại video ngày hôm nay, mấy bồ có thể thấy đằng sau sự nổi tiếng của Blackpink, đâu ai biết được các cô nàng Blackpink đã phải chịu nhiều sự quấy rối tình dục. Điều đó không khỏi khiến các bling muốn bên cạnh để bảo vệ bốn cô nàng nhiều hơn nữa. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh và ấn quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD K-pop. Xin chào và hẹn gặp lại vào mỗi tối hàng ngày lúc 19 giờ. Bye bye!